Cảnh báo, bỏ cái ruộng lúa vì lúa cỏ lúa ma. Tại vì trong vụ rồi là mình đã thấy nó có phát hiện được số nhiều rồi. Đó, mật độ của những cái khu vực khác có thể nó lên tới 60%. Có một số bây giờ là xịt phát quang bỏ vụ này luôn. Giờ lúa lên cao trổ như thế này là nó lộn nhiều quá, là coi như là xịt giải phóng bỏ luôn. Đừng để tình trạng này tiếp tục hoành hành trên ruộng của bạn. AQ đã có giải pháp. Bà con đã bao giờ tự hỏi liệu có cách nào xử lý lúa hai tầng một cách hiệu quả trên ruộng nhà mình chưa? AQ giới thiệu đến bà con sản phẩm ô hai tầng, xử lý tình trạng lúa cỏ lúa ma hiệu quả lên đến 80%. Không chỉ đơn giản là sản phẩm, ô hai tầng là giải pháp toàn diện cho tình trạng lúa cỏ trên ruộng. Sản phẩm chứa các chủng nấm vi sinh hữu ích, làm thối vỏ và phôi hạt lúa tiền nảy mầm trong điều kiện ngập nước. Bà con có thể ngừng lo lắng về lúa lộn, bởi ô hai tầng có những công dụng nổi bật. Xử lý lúa lộn hiệu quả lên đến 80%, chống xì phèn, chết cây con. Xử lý và phân hủy nhanh gốc rơm, rạ tại ruộng trong thời gian ngắn nhất. Và điều tuyệt vời là, chỉ với một sản phẩm ô hai tầng 1,25 kg, bà con có thể xử lý lúa lộn trên 5 công đất. Ô hai tầng, lúa phải ra lúa. Đừng để lúa cỏ tiếp tục phá hủy ruộng. Hãy để lại thông tin bên dưới hoặc gọi hotline ngay hôm nay để được kỹ sư của chúng tôi tư vấn chi tiết.